Hello bác, rất hân hạnh ghé chị Hà được biết bác. Bác kể nãy cho con nghe là bác đi bác sĩ đó, thì bác có thể chia sẻ con biết là bác sĩ nói như thế nào về cái mắt của bác được không? Bác hả? Hồi chiều thì đi khám bác sĩ mắt, coi như ở bệnh viện Stanford đó. Thì xong rồi đáng lý là kỳ hẹn tới để coi quyết định ngành mổ cataract đó. Nhưng mà cuối cùng khi mà tới khám đó, thì ông nói ồ, sao bây giờ có thể đọc được những cái chữ nhỏ dữ vậy, đọc từ E tới Z luôn mà nhỏ nhỏ xíu. Cái xong cuối cùng rồi cái ông nói thôi được, cho hẹn 4 tháng nữa nghe. Cái ông xây là ông hỏi con của Hà, ông hỏi có phải đang dùng thuốc của Julie đó không, của Hà không, thấy không? Mà thiệt ra là khi mà trước đây 4 tháng thì bác chưa có dùng nước gốc, nhưng mà tự nhiên cái rồi 4 tháng trước thì bác sĩ quyết định nó phải mổ cataract rồi. Nhưng mà bác già rồi, bác cũng không thích mổ xẻ nữa. Cái bác mới nói gì, thôi cho tôi hẹn cái đã. Thì về lúc đó Julie á, là con của Hà, bảo nước gấc bà ngoại, nước gấc bà ngoại. Xong bắt đầu từ đó giờ không một ngày nào là thiếu nước gấc. Đúng 4 tháng y chang là sáng hôm nay là vô, thì cứ hồi hộp, còn hồi 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 hộp. Nhưng mà cuối cùng rồi cái bác sĩ, hai bác sĩ khám, bác sĩ đầu khám, ông là tưởng mô là ông sẽ là coi là để giải phẫu đó, hôm giải nay giải phẫu đó. phẫu mắt của bác Ông hôm nói gì, nay đó. tùy bà có muốn thì cái giấy để mà đi mổ, còn nếu không thì thôi. Tôi nói thôi khoan đã, tự vì là mấy bữa nay đọc sách đó, nhiều khi không cần phải tới cái gương mà để đọc nữa đó. Xong rồi cái để yên, cái ông bác sĩ chính là Robert Shen ở bệnh viện Stanford đó, cái cuối cùng ông khám cho kia, ông nói ồ trưởng lạ, thôi cho hẹn 4 tháng nữa nghe. Mừng quá đi về tới bây giờ tiếp tục uống nước gốc nữa, thế thôi. Với Là lại ở nhà thì cũng có uống dạ vitamin tức là D. bốn bốn tháng trước là bác sợ bị giải phẫu mắt cho Chứ nên sao, nghe chú Lì nói giờ uống nước gấc mỗi ngày và 4 tháng nay không cần mừng đúng quá quá, ha. nhưng mà Vậy là nhờ Vitality đó. Vitality uống trước, Vitality thì uống từ khi mà ra thị trường đến bây giờ không có một ngày nào bỏ, không có sót. Nhưng mà cuối cùng là cứ uống trước 2 giờ chiều, là tự vì đứa con khỏe nó cháu nó nói vậy. Thành ra cho nên rồi cái tiếp tục chỉ có nước gấc là lần đầu tiên 4 4 tháng tháng này nhưng mà mới khai trong trương uống nước gấc. và 4 tháng nước gấc mà thay đổi từ cái chỗ phẫu mạc của bác từ cataract mà nó là đi giải phẫu, hôm nay là ngày phải đi giải phẫu mà Ngày không tới để quyết thì định quyết định giải để phẫu. mà làm giấy đi giải phẫu đó, Quá hay. hồi hộp quá. Nhưng mà cuối cùng rồi cái thì cái ông bác sĩ chính vô, ông nói ồ sao vậy, ông đưa cái tờ bảng mấy cái chữ nhỏ 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 từ lớn tới nhỏ, chưa bao giờ mà bắt đọc được cái hàng nhỏ xíu xíu ở phía dưới này đó. Ông nói ồ trời ơi, sao như vậy, tôi cho bà hẹn 4 tháng nữa nghe. Thì bây giờ cuối cùng về vẫn tiếp tục nước gấc với vitamin D. Quá hay. Mừng quá chừng đó thôi. Cảm ơn bác chia sẻ. Cảm ơn bác.